Hello, xin chào quý anh chị và các bạn á. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Giá Rẻ. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô xe cho anh chị và các bạn. Một số mẫu rất là hot mà được nhiều anh chị và các bạn nhắn tin yêu cầu mình là làm clip về nó. Thì hôm nay mình với anh Thảo sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn một số mẫu cực hot nha mọi người. Bao gồm thì tí nữa mình giới thiệu thêm thì SH1 nữa, tại vì mình thấy mọi người hỏi khá nhiều. Rồi, thì mời anh Thảo sẽ hỗ trợ giùm. Hello, xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình đây cái mẫu mà hôm bữa giờ anh em hỏi rất là nhiều luôn, cái mẫu mới kinh. Cái mẫu này là phiên bản cũ nha anh em. Đó, cái mẫu này là màu đỏ đen nha, cái màu này là phiên bản đời cũ lắm, cái bóng luôn nha, cái mặt nạ của nó là bóng luôn nha. Anh em hỏi khá là nhiều nên là tuần trước là không có hàng luôn á, nên là tuần này có hàng rồi nha anh em. Mà mẫu này 2021 trước, 2021 bữa trước mà có hỏi thì cứ liên hệ trước với mình nha, mình sẽ giảm giá cái con này cho anh em luôn. Thì cái màu phiên bản mới này, phiên bản cũ này nè, thì vì nó đang rất là mới về được có một chiếc thôi, nên là anh em mà mua thì liên hệ trước đi, mình giảm giá luôn. Con này giá của nó sẽ dao động tầm khoảng là 46 đến 47 triệu 500 nha. Đó, đối với dòng mới kinh này nha. Thì anh em muốn phiên bản mới thì có luôn, phiên bản mới tí nữa mình sẽ quay thêm. Còn phiên bản cũ này thì bữa giờ hỏi nhiều lắm thì không có hàng đó, nên là bây giờ mới về được, nên là anh em mà mua thì liên hệ trước đi nha. Tại vì mình hàng rất là hiếm á, nên là hay là muốn mua này thì liên hệ trước của mình đi. Còn thứ hai nữa là mình sẽ quay cái con Winner X nè. Bữa giờ một số anh em cũng hỏi cái màu xanh xanh ngọc nè. Xanh ngọc bữa giờ mình quay thì cũng ít có màu mà sơn 3D đó, thì hiện tại là mới sơn cái màu này lên, thì anh em màu này là xanh ngọc nha, xanh trắng đen. Màu này mình tem của nó là mình sẽ đi chữ Movista luôn nha. Đó mình đi tem mà dán ở trong luôn, nên là không có phải là tem rời, nên là anh em cứ yên tâm nha. Đó, rồi về nước sơn thì bảo hành cho anh em tầm 2 đến 3 năm luôn, anh em cứ yên tâm về cái màu này nha. Thì đối với cái màu này á, là sẽ dao động giá tầm khoảng là 37 đến 38 triệu nha. Cái này là mình sơn lên, anh em mua rin thì tầm 35 đến 36 triệu thôi nha. Đó, đối với dòng Winner thì anh em trả trước cho mình 1 đến 2 triệu, không trả trước cũng được nha, mình đều hỗ trợ luôn nha. Đối với dòng Winner thì tháng này là giảm giá kịch sàn luôn, nên là anh em cứ liên hệ trước đi, mình giảm mạnh cho anh em luôn nha. Đó, ok rồi, và sẵn tiện báo giùm cái SH1 thôi. SH1 thì bữa giờ cũng anh em cũng hỏi rất là nhiều, hỏi rất nhiều luôn. SH1 thì phiên bản ABS nha, phiên bản cá tính nè, phiên bản cá tính là màu đen nha. Đó, mình cứ mâm màu nó màu đen nha anh em. Bạn lấy phiên bản 2022 là màu đen nhưng mà đen bóng nha. Thì đối với phiên bản thời trang là có màu bạc luôn. Hôm bữa giờ là một số là có hỏi là màu bạc, SH1 bạc thì màu bạc thì cũng còn nhá anh em. Mà nói chung thì tháng này á, riêng tháng này á là màu gì hầu như là màu gì cũng có hết á. Anh em mà muốn mua SH1 á thì liên hệ trước mình đi đó, hoặc là gọi điện cho mình, mình sẽ hỗ trợ cho mọi người luôn nha. Thì đối với dòng SH này á thì dao động giá tầm khoảng là 82 đến 84 triệu nha, tùy vào phiên bản nha anh em. Ok, mua SH1 thì trả trước 25 triệu nó có thể lấy xe về được rồi nha. Rồi qua bên này thôi, đó này bản này anh em hỏi phú phê luôn. Xíu nha. Con này là con phiên bản 155, phiên bản kỷ niệm 60 năm nha. Đó, con này bữa giờ cũng hỏi nhiều nè. Mình thấy cái màu này rất còn đẹp luôn, cái mâm của nó là mâm vàng đồng luôn, mâm vàng mà kết hợp màu trắng đi rất là đẹp luôn nha. Con này thì màu rin luôn, nên là anh em cứ yên tâm về cái chất lượng màu trên cái mâm của nó luôn nha. Thì đối với cái màu này dao động giá tầm khoảng là 48 đến 49 triệu. Tháng này là giảm 1 triệu luôn nha. Anh em mà mua cái dòng này thì trả trước tầm khoảng là 6 đến 7 triệu nha, là có thể lấy xe về được rồi nha. Đó, bản này rất là đẹp luôn. Còn cái bản màu xanh thì về màu xanh này thì anh em mà mua màu xanh mà phiên bản 2022 nè, thì một số anh em á là thích cái màu xanh xanh ngọc hoặc là xanh, nói chung là xanh lá cây. Anh em mua màu xanh á, anh em mốt về chơi đã rồi có thể sơn lên màu xanh cát cũng được luôn nha. Thì đối với cái màu này thì phiên bản của nó cũng là smart cây luôn, mà phiên bản 2022 á thì giá của nó cũng sẽ dao động trong khoảng là 48 đến 49 triệu nha, chìa khóa smart cây luôn. Anh em mua tháng này là giảm 1 triệu nha, đối với dòng ẹt là giảm hết 1 triệu đến màu trắng đỏ kìa. Màu này màu trắng đỏ đen. Con này là cũng sẽ dao động, con này là bây giờ bên shop là chỉ còn cái loại phiên bản cao cấp nha, thì dao động giá trong khoảng là 46 đến 47 triệu thôi nha. Anh em mà mua góp trả trước 5 triệu rồi có thể lấy xe được rồi. Còn đối với anh em mà thích màu đỏ này mà thôi, không thích chơi chìa khóa thường thôi thì nó rẻ hơn, tầm khoảng là 43 đến 44 triệu thôi nha. Đó, thì đối với dòng này trả trước 4-5 triệu là có thể lấy xe về rồi nha. Anh em mà cái dòng này anh em mua mà chìa khóa tháng này giảm 2 triệu luôn. Bao nhiêu? Chìa khóa này là 44 à? Đúng rồi.
giảm cho anh em 2 triệu luôn. Okay. Còn đối với cái dòng ẹt 155 này, đó phiên bản giới hạn nha, màu xanh quân đội bộ đội đấy. Xanh bộ đội này nó cũng có cái phiên bản mà 150 luôn á, anh em mà muốn mua dòng nào cũng có luôn nha, thì sẽ dao động giá tầm khoảng là 48 đến 49 triệu nha, anh em mua tháng này giảm 2 triệu luôn. Đó. Đối với dòng ẹt này nè, còn mở kinh nè, mở kinh thì tháng này sẽ dao động giá cái này màu xanh nha, xanh này là xanh màu xanh mẫu mới nha anh em, màu cũ thì hiện tại là hết rồi. Đồ bảo mới màu xanh này thì giá của nó cũng sẽ dao động tầm khoảng là 46 đến 47 triệu nha. Đó. Đối với dòng mở kinh nè, trả trước cho mình tầm 5 đến 6 triệu là có thể lấy xe về được rồi nha. Còn phiên bản mà phiên bản ẹt nè, phiên bản ẹt này là phiên bản cũ, mẫu cũ nè. Đó, ẹt thì dao động giá tầm khoảng là 45 đến 46 triệu nha, bao VAT luôn. Anh em mua tháng này là có thể là giảm thêm nữa nha. Anh em liên hệ trước đi, mình giảm ẹt tháng này mình giảm mạnh luôn. Đó, thì đối với cái dòng ẹt này thì trả trước tầm 5 triệu là có thể lấy xe về được rồi nha. Đó. Nãy mình mới quay cái con quân đội bộ đội màu xanh bộ đội đó, thì bây giờ mình sẽ quay cái con này là cũng là màu xanh bộ đội luôn nha, mà nó 150 nha anh em. Đó, nó nhỏ hơn, nó thon gọn, anh em nào thích thon gọn nhỏ gọn hơn á thì mua cái màu này đi cũng đẹp nè. Đó, thì đối với cái màu này thì cũng sẽ dao động, nó sẽ rẻ hơn màu kia 1-2 triệu nha. Đó, thì đối với phiên bản này là tầm khoảng là 45 đến 46 triệu nha anh em, trả trước 5 triệu là có thể lấy xe về được rồi. Đó. Rồi, một siêu phẩm là 155 là đẹp nhất của cái màu 155 nha. Thì nói chung là mỗi người mỗi ý thôi, nhưng mà mình thấy cái màu này nó cũng rất là nhiều anh em lựa chọn nha. Thì đối với cái màu mà xám cam đen này, đó bánh là bánh đỏ nha, thì giá của nó cũng sẽ dao động tầm khoảng là 48 đến 49 đến 50 triệu nha. Còn một con này thì nó cao hơn một tí nha anh em. Đó, thì anh em mua tháng này giảm 1 triệu luôn. Đó, thì trả trước 7 triệu là có thể lấy xe về được rồi nha. Còn đối với cái màu xanh cam đen này, thì đối với cái màu này thì tháng này cũng sẽ dao động giá tầm khoảng là 45 đến 46 thôi. Đó, thì tháng này giảm mạnh cho anh em luôn. Nếu mà liên hệ trước mình sẽ có thể giảm hơn, anh em lên mua đi rồi mình sẽ giảm mạnh hơn cho anh em luôn nha. Đó, còn đối với cái màu trắng đỏ đen phiên bản mẫu cũ á. Đó, cái màu này thì cái mâm này bên mình cửa hàng mình đổ lên mâm 8 lá luôn. Đó. Thì đối với cái màu này thì nó cao hơn một tí, thì mình đổ mâm lên thì nó cũng sẽ dao động tầm khoảng là 47 đến 48 nha anh nha. Thì tính là độ mâm lên rồi đó, thì anh em trả trước cho mình 5-6 triệu rồi có thể lấy xe về được nha. Còn anh em mà mua cái màu sáng cam đen cũng có nha. Thực sự cái màu này bên mình mới về rất là nhiều luôn nè, có một thời gian này nó hot mà đến nỗi mà nhập về trả lại hết luôn á, nhưng mà bây giờ nhập về được nhiều á, nên là anh em mà mua tháng này cũng giảm giá luôn cho anh em. Một cái màu sáng cam đen này cũng tầm là 45 đến 46 thôi, giảm 1 triệu nếu mà liên hệ trước nha. Đó. Còn màu bạc ấy thì màu này cũng rất là đẹp nè. Anh em thích màu bạc thì màu này đi nó nổi một xíu, là đi buổi tối cũng rất là đẹp. Đối với cái màu này mình thấy nhiều anh em lựa chọn là cái mâm của nó là mâm đỏ là cũng đẹp nè, nó kết hợp với màu bạc đi ngoài đường rất là đẹp nha. Đối với cái màu này thì cũng là giá của nó sẽ dao động tầm 45 đến 46 nha. Đó, thì đối với dòng ẹt 150 thì cũng giảm giá luôn anh em, là giảm 1 triệu hết nha. Đó. Còn đối với màu xanh ngọc trai nè, màu này anh em thích màu xanh nhưng mà nó không có nổi mấy thì anh em mua màu này cũng đẹp nè, xanh ngọc này. Màu nào thì màu này đi cũng lâu, với lại mình thấy cái màu này đi nó lâu, cái màu của nó lâu hết, hot. Nói chung là màu ngọc đó thì hầu như là xe nào mình thấy màu ngọc nó cũng đều rất là đẹp luôn, nên là anh em mua màu này thì cũng dao động giá cũng tầm khoảng 45 đến 46 thôi nha. Còn anh em mà mua con mở kinh màu mở kinh nha, 65 màu kỷ niệm 60 năm thì tháng này cũng sẽ dao động giá cho anh em luôn là tầm khoảng là 46 đến 47 triệu nha nha. Mở kinh thì nó cao hơn so với ẹt 150 nha nha. Bởi vì mình thấy cái dòng mà mở kinh á thì hầu như anh em tham khảo cũng biết nhiều rồi, tại vì cái dòng mở kinh bây giờ nó nhập về thì thị trường nó nhập về nó cũng khó hơn so với bữa trước, nên là giá của nó sẽ dao động cao hơn ẹt 150 nha nha. Nên là anh em đi ngày trước của mình nên mình cũng giảm giá cho anh em luôn. Đó. Dòng ẹt dòng R15 với lại CBR thì đối với CBR một tháng này thì đây, cái dòng này là con màu đen nhám nha. Đối với con này thì cũng sẽ dao động giá cũng tầm khoảng là 68 đến 69 triệu nha nha. Đó, tháng này giảm 1 triệu luôn đó. Còn đối với R15 này, R15 có màu xanh và màu đen nè. Bữa một anh ở An Giang mới hỏi là mua chiếc R15 nè. Đó thì em còn hai chiếc là màu xanh và màu đen. Đó. Hai con này thì giảm giá luôn. Tháng trước là tuần trước là tuần này mình giảm còn 65 đến 66 triệu nha. Đó thì đối với R15 thì trả trước cho mình tầm khoảng 15 triệu trở lên là có thể lấy xe về được nha. Còn con
HRC, còn con CBR đó. Con này là con phiên bản đặc biệt của CBR nha. Con này là con màu đỏ đen nha. Đối với con này á, thì tháng này cũng sẽ xả hàng luôn, tầm khoảng là 68 đến 69 triệu nha. Đó, bao VAT luôn, anh em mua tháng này thì sẽ trả trước cho mình tầm khoảng là 15 đến 18 triệu là có thể lấy xe về được rồi nha. Đó. Thì đối với tháng này á, thì anh em mà những cái dòng ẹt và những cái mở kinh này nè, anh em mà cũng chương trình là giảm giá, giảm một triệu hết luôn nha. Thì đối với tháng này thì anh em mua góp thì chỉ cần chứng minh hộ khẩu, hoặc là chứng minh bằng lái, hoặc là chứng minh thôi. Nếu mà có chứng minh thôi là anh em đi đem đi cũng được nha. Thì địa chỉ cửa hàng của mình cũng nằm ở B16 xã Khai Ba, Bình Cuối A, Bình Chuẩn, Thuận A, Bình Dương. Thì anh em mua thì kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp bên mình sẽ gửi cái địa chỉ cụ thể cho anh em, rồi anh em đến liên hệ trước mình giảm giá luôn nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip nha.